Rồi, ok các bạn ơi, các bạn lên Facebook, các bạn tìm kiếm cái trang fanpage của Thắng này. Các bạn gõ chữ Thắng TT rồi ấn tìm kiếm. Đây, thì đây là cái trang fanpage của Thắng nha. Cái avatar nó giống như cái avatar ở YouTube luôn. Các bạn kích vào trang Thắng TT và nhấn theo dõi nha. Thì từ bây giờ Thắng sẽ làm cái video GTA này, Free Fire này, Minecraft này, Thắng up lên cái trang Facebook này. Tất cả các video mới nhất Thắng đều up lên cái trang fanpage này. Thì các bạn nhớ theo dõi cái trang fanpage này để xem những cái video mới nhất của Thắng nha. Ok, xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng đẹp trai đây. Thắng chúc tất cả các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Các bạn nào mà đang ở nơi có giấy thì các bạn hãy nhớ thực hiện tốt cái quy định phòng chống dịch nha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới với cái thành phố vui nhộn của Thắng. Thì tập trước ấy, Thắng đã làm theo yêu cầu của các bạn, nhưng mà vẫn chưa hết, còn rất là nhiều yêu cầu. Cho nên là ngày hôm nay Thắng sẽ làm hết những cái yêu cầu của các bạn. Rồi các bạn ơi, thì yêu cầu của bạn đầu tiên có tên là Cần Nguyễn. Xin chào anh Thắng TT, anh bán xe màu xanh lá cây thì anh được 125 đô. Em chúc anh đẹp trai và ra nhiều video hay hơn. Ok, bạn đó bảo mình bán cái xe màu xanh lá cây. Rồi, ở đâu có xe màu xanh đây? Ui, đây có chiếc xe màu xanh lá cây này, nhưng mà là kính màu trắng hơi bị nhiều. Ô, nhưng mà đây vẫn nằm cái chiếc xe màu xanh lá cây rồi. Ok, thì bây giờ anh sẽ mang cái quả xe màu xanh lá cây này đi bán nha, để xem là có được 125 đô không. Rồi, chúng ta bật map lên và chúng ta sẽ đi đến chủ showroom đại ca mua xe. Đây, đấy, nhờ có Thắng mà ông này đã tiêu thụ được rất là nhiều xe luôn anh em. Ui, không biết là mang cái bác lông dân, bác cái dân làn ở đây. Ôi giời ơi. Thôi sao mà bạn ơi, đâm xe vào cái cột này thì bán nó mất giá là cái chắc rồi. Đó, không biết là những cái thành, không biết là những cái người trong cái thành phố này mặc áo màu xanh lá cây rồi mặc quần màu xanh lá cây bán có được 125 đô không các bạn. Thôi tốt nhất là Thắng không để ô tô này đâm vào đâu nữa. Oh my god, đi quá đạt. Rồi, ok. Ui giời ơi, lại đâm nhau rồi. Chiếc xe này thì xanh đậm hơn. Ui, họ, ok. Rồi, cướp luôn được cái quả xe màu xanh đậm này. Rồi, Thắng sẽ mang cái quả xe này vào bán trước nhà, không là nó đi mất. Ơ, đây là Boeing mà. Rồi, ơi, đây là Boeing mà. Không sao. Cả đây, đạt tới tiệm sửa xe rồi anh em. Wow, Thắng đóng cua được chụp ảnh luôn anh em ạ. Ui, các bạn ơi, mình vừa đóng cua được chụp ảnh luôn, xịn quá đê. Rồi, bây giờ bán cái quả xe màu xanh đậm này xem nào được bao nhiêu tiền. Có được 125 đô. Rồi, anh em hãy xem nào, được bao nhiêu đô đây. Sao ông này không chuyển cái cách xem xe khác đi mà suốt ngày vô vỗ nhở. Ui, 96 đô này, thế này cũng là cao rồi. Ok, 96 đô cũng là cao rồi. Bây giờ là Thắng sẽ, đây, Thắng sẽ ra lấy cái quả xe xanh xanh của Thắng. Ui, quả xe này, ok, Thắng không lấy quả xe gà này bán đâu nha. Nhèo. Ôi giời ơi, may quá, vẫn còn cái quả xe màu xanh lá cây của mình. Rồi anh em, quả xe này mới được 125 đô này. Ôi, máy bay của chú cảnh sát cờ chắc lại đi tuần tra mình đi mà. Giờ mình toán bị các chú cảnh sát. Ui, các chú cảnh sát đấy rồi. Họ. Ui, đóng cua xịn quá. Rồi, 125 đô, 126 đô. Ui giời ơi, 67 đô, bỏ không cả bằng một lửa giá luôn. Hai, vẫn phải bán thôi. Như vậy là cái comment của bạn đó không chính xác rồi. Sang comment của bạn có tên là Lam Lê. Anh Thắng ơi, anh nhập lệnh cát cát 9999 thì anh có 9999 đô, 9999 đô đó. Anh có thể thấy số 9999 thành số khác. À, anh có thể thay. Ok, lệnh này là mình nhập rồi nhá. Và mình đã biết cái kết rồi, nhưng mà mình vẫn phải làm nó. Mình vẫn phải làm theo yêu cầu của bạn thôi. Có ASH này, có ASH này và 9999. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này, Thắng sẽ bị làm sao? Các bạn hãy nhìn đây. Ok. Ui, mình dùng lệnh này là mình sẽ mình tự tiêu diệt mình luôn. Thắng tự tiêu diệt Thắng. Ok, rồi trở về nhà thôi anh em ơi. À, comment này của một bạn nữ nha, có tên là Nguyễn Thị Minh. Anh Thắng ơi, trong thành phố vui nhộn, sau tiệm hamburger có người ăn trộm tiền, mong anh làm clip. Ok, bây giờ Thắng sẽ đi tới cái tiệm bánh hamburger và ra đằng sau xem là có người không. Ui, hàng xóm đấy. Ông hàng xóm may mắn lúc nào cũng bị mất xe do ở cạnh nhà của Thắng TT luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến tiệm bánh hamburger nha. Rồi, lâu lắm rồi chưa đi qua mấy cái bác. Ui, cái quả xe đóng cua ghê quá. Ui, trời ơi, cái bình trên là bình xăng mọi người, cái chỗ mà chứa dầu đấy.
mình là mình kết cái quả xe. Ui, kết cái quả xe máy này anh em ơi. Ui ui, bên này còn có cái quả siêu xe màu vàng luôn này. Đó, bên này các bạn ơi, các bạn thấy cái quả siêu xe màu vàng hay chưa? Ui trời ơi, đây là quả Lamborghini. Quả này bán được nhiều tiền lắm này. Ui, oh my god, không thể tin nổi luôn. À, đây rồi, thấy tiệm bánh hamburger rồi. Lâu lắm chưa đi mua bánh, hôm nay tìm mãi mới thấy luôn. À, quên mất đằng sau tiệm bánh hamburger mà có tên trộm tiền nào. Đi ra đằng sau các bạn ơi. Oh my god, có luôn các bạn ơi. Trời ơi, có luôn nè. Đôi, đằng sau tiệm bánh hamburger có tên trộm tiền luôn. Rồi các bạn ơi, các bạn bảo xử lý cái tên nào, bắt cho cảnh sát. Ui, nó nhìn mình nè. Mày có thích nhìn không? Ui, ui, cái tên trộm này có cái răng nanh, hình như những cái tên ở trong cái thành phố này mà có răng nanh là những tên trộm này. Ôi, cho mình lấy lửa, cho mình lấy lửa, cho mình lấy lửa, ok. Ồ, sao mình không lấy được tiền nhá? Ồ, lấy rồi, lấy được rồi, nhìn nè, đó, bây giờ mình sẽ, đây, mình sẽ lém cho nó cái quả bom nhảy này, lấy trộm tiền nè, đó, ua, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Thắng sẽ vào mách cái ông chủ tiệm hamburger này, cái tên này ăn trộm tiền rồi, ăn trộm là phải xử lý ngay các bạn ơi. Là cho hắn ta một quả bom ngay. Nào các bạn ơi, xử lý luôn, nhảy đây đó. Oh my god, trời ơi các bạn ơi, Thắng bắt trộm mà Thắng vẫn bị tội một sao này các bạn nè. Thôi xong, bây giờ phải chạy đi thôi. Ui 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 ui, bây giờ phải chạy đi xa thôi, nếu không là mấy chú cảnh sát bắt là cái này không làm thử thách của các bạn được. Trời ơi, làm việc tớt mà lại bị các chú cảnh sát bắt thế này. Hai. Rồi, chúng ta đến với comment của bạn Trường Nguyễn. Anh ơi, anh lái xe ở thành phố Vui Nhộn, anh nhìn thấy bình xăng, anh ấn vào là xe sẽ chạy nhanh hơn. Ok, cái xe của mình nó đang có bình xăng này các bạn nè. Ế, được rồi, mình sẽ ấn ra nha các bạn nè. Ôi trời, đang tối rồi. Không sao, trời tối vẫn nhảy luôn các bạn ơi. Wow, nó chạy nhanh thật các bạn ơi nè. Wow, oh my god. Trời ơi, nó chạy 136, 37, 38. Oh my god, chạy nhanh hơn các bạn ơi. Wow. Trời ơi, từ. Nó mới mắc rồi, không biết là bao nhiêu km trên giờ đây. Rồi, lại nha các bạn nha. Lại nha. Là 1, 2, 3. Ui, bây giờ sẽ được bao nhiêu km trên giờ đây? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 này. Ôi, hình như là hết xăng rồi sao các bạn ơi. Ui, đây nè. What? Trời ơi. Oh my god, đâm xuống biển rồi các bạn ơi. Thôi xong rồi, đâm xuống biển rồi. Quay lại thôi. À, câu này cũng của một bạn nữ này. Bạn nữ tên là Hiền Trần hay là Trần Hiền ấy. Em nói cho anh biết bí mật nhé. Khi anh đuổi ông bán kem, ông bán súng đi thì ông ta sẽ để lại rất nhiều tiền. Anh có thể mua bao nhiêu bom, mua hết cả chỗ súng của ông ta mà anh không mất một đồng nào, mà tiền của anh sẽ tăng liên tục. Đấy, và anh hãy thử đi nhé. Anh Thắng TT. Ok, mình sẽ thực hiện yêu cầu của bạn này nha. Rồi các bạn ơi, tới tiệm súng rồi. Họ lại. Họ lại tới tiệm súng rồi nhá. Ui, cất bom đi. Bây giờ là Thắng sẽ vào Thắng đuổi cái bác bắn súng đi, xong bác đấy có để lại nhiều tiền nào không nha. Đấy, bác bắn súng đang đeo kính màu đen, đang đeo kính thực tế ảo sao rồi. Mà bác đấy làm quá gì, mình chả thấy cái đồng tiền nào mà để lại cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ test đít bác đây, bác cho bác đấy đi nhá. Nào, test đít đây. Ôi, bác đấy đi rồi. Nhưng mà bác đấy có để lại đồng tiền nào cho anh đâu. Đây này em ơi, bác đấy có để lại đồng tiền nào cho anh đâu. Ôi, bây giờ anh mua súng kiểu gì? Để xem nào, anh có mua súng xem tiền của anh nhiều không nhá. Nào, mua. Đó, lát, anh không đủ tiền. Như vậy là cái yêu cầu của em anh không thực hiện được rồi nha. Trời ơi, không phải nha. Rồi, bây giờ là sẽ biến tất cả những người trong thành phố này trở thành khổng lồ. Ok, và Thắng sẽ biến Thắng trở thành tí hon. Mà tí hon sẽ là A-L-T-D-U-D-E. Ok, đó, bây giờ là tí hon dịu hoài. Và Thắng đã chọn cái nơi mà phòng tập gym, nơi mà tập hợp những cái anh chàng cơ bắp khỏe khoắn. Nhớ, Thắng đấu solo luôn, đây là thử thách nè. Wow, oh my god, trời ơi, bố này chạy gì mình nhanh quá, chạy bẹp cả cái máy rồi. Ui, hình như có một tên chạy tập kim sang cả cái quán cà phê sao ấy các bạn ơi. Bên này nè, wow, đây nè, oh my god, ui. Ôi giời ơi, mình tí hon nhưng mình nhảy rất là cao luôn. Rồi bây giờ thật sẽ đây đấu với cái tên trẻ trâu này các bạn nhá. Tên này mọc râu này. Nào qua nào, quánh đúng đây luôn. Ủa, ui, mình đẩy được ông ta luôn này các bạn nè. Rồi,
đẩy ông ta ra ngoài luôn. Ok. Ôi chạy 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 ông ơi. Trời ơi, to nhưng mà óc bằng quả nho. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Chạy nè, ui giời ơi. Thôi tha cho ông ta nhá. Ông ta cầm hắn cái quả ghim. Đấy, cầm. Ủa, để thầy. Thằng này tập cái gì mà thò hắn chân ra ngoài luôn. Này, thò chân ra ngoài. Ủa không được. Thò chân này, thò chân ra ngoài này không được luôn các bạn ơi. Thôi, đi hắn vào trong nhà mới được nè. Đây đây, tên nào nhờ. Tên này tập chống đẩy này, hai tên luôn. Ô, tên này tập bụng nè. Nào, tập hắn ra ngoài luôn. Ơ, nó chui ra ngoài mất tiêu sao bạn ơi. Thôi cả đi, nào. Gõ cái vào đầu này không được luôn các anh em ơi. Nào. Ui, ôi ôi, chạy mất dép luôn. Trời ơi, tưởng tên nào cơ. Tên này, tên này tập cái gì đây mà mốt hay mốt. Nhảy cái gì đây, nhảy cái gì mà nhảy. Nhảy cái gì mà nhảy, nhảy nè. Nhảy đây, nhảy đây, nhảy đây. Biến đây, biến đây, biến đây, biến đây. Trời ơi, chạy mất dép luôn. Bố lại đổi mũ 3 tầng luôn anh em ơi. Mũ 3 tầng, mũ 3 tầng nè. Rồi, dùng cái quả. Đấy, quả trống này cho nhanh. Nào, biến hết ngay, giải tán, giải tán, giải tán. Anh em giải tán đang ngủ Covid mà tập trung tập cái này. Giải tán nhanh, giải tán. Ui, thôi, tên này mắc rồi còn không cần chạy được luôn này. Rồi, không chạy được này. Mình thì mình hết bom rồi, không mình cũng phải lém cho vài quả. Rồi, cả đây, nè, nè, nè. Ui, ui, hình như là không, à, không ấy. Ui, ông ta mắc kẹt trong tường rồi các bạn ạ. Giải tán phòng tập gym này, không ai có thể đấu được mình. Rồi, à, vẫn tập này các bạn ơi. Tên này vẫn tập này. Rồi ơi, mấy ông này vẫn ra ngoài này tập luôn. Sợ quá đê. Nào, thích tập thể dục lắm mà. Thích, thích tập thể dục lắm mà. Thích tập thể dục lắm mà. Chẳng nhẽ cho có bom giờ. Mình mà có bom, mình mà có bom, mình cho... Wow, định quay lại quánh mình mì ghê mà. Sợ quá. Coi đánh phát bay kinh mấy chục km luôn. Sợ quá đê. Rồi, còn tên này nè, tên mà đội mặt lạ hướng dương nè. Nào, đợ đợ, tâm đỏ, tâm đỏ. Quánh nè. Wow, sức mạnh tí hon đánh một phát là... Ôi con ơi, bay tít lên trời luôn. Oh my god. Ông ta, hắn ta chưa bị rơi xuống. Ui, trời ơi, như kiểu trong phim luôn. Tên này chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Nào, nào, ui, mình thấp quá. Ok. Ui, giời ơi, chưa bay, chưa bay, chưa bay, chưa bay. Thôi, tôi tha cho ông đó. Ok, các bạn ơi, vậy là cái video ngày hôm nay của thằng tới đây là kết thúc rồi nha. Công nhận là cái sức mạnh người tí hon của thằng đánh một phát bay cao tút lên trời luôn. Rồi thì bây giờ sẽ kết thúc cái video của tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ là goodbye, 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 goodbye.